Và một cái video là đính chính, có nhiều bạn nói là dòng original và dòng phổ thông nó khác nhau từ chỗ nào, thì các bạn biết đó. Đối với dòng original á, và dòng phổ thông á, ví dụ như cùng cái phân khúc là màu xanh đen, thì cái dòng original nó sẽ ưu tiên hơn là chất liệu vải tốt hơn. Có nghĩa là các bạn ở ngoài các bạn sờ lên các bạn sẽ biết được cái độ mịn của nó. Ví dụ như là cái độ mịn của cái nón original là cái hạt dệt của nó là hạt dệt giống như là hạt dịch, giống như hạt dịch bố, hạt dịch chuẩn của cotton. Còn cái hàng của còn hàng phổ thông các bạn thì các bạn có cảm giác nó giống như là một cái chất liệu vải kate mà mình mặc, nhưng cái vải kate này nó sẽ dày hơn cái vải áo sơ mi của mình. Còn vải áo sơ mi của mình thì nó mỏng te, cái vải đó là vải vải mặc thôi, nó đâu có dạng mà nó cản nắng đâu. Cho nên là trong hai cái phân khúc của cái nón là nón original và nón không original là nó khác nhau. Thứ nhất là về họa tiết in và họa tiết thiêu. Đối với những cái họa tiết in mà dòng original nó sẽ là in dòng in dày, các bạn có thể gờ lên các bạn thấy tạo được cái sóng, và các bạn thấy nó dày hơn là gấp 10 lần so với dòng bình thường. Ví dụ như dòng bình thường các bạn gờ như vậy nè thì nó là bình thường ha, còn dòng original thì nó sẽ dày hơn đó. Nó là như vậy, đó là điều nhận diện đầu tiên. Và thứ hai nữa là về vải nha, về vải là các bạn dễ dễ bắt gặp nhất, có nghĩa là khi mà các bạn gặp ở ngoài thì chất liệu vải là các bạn dễ dễ phân biệt nhất. Đó là dòng của original và dòng neo thôi, chứ nó không khác gì nhau gì mấy. Tại vì có rất là nhiều bạn là không phân biệt được nó là neo original nó khác nhau chỗ nào. Thứ nhất là nó khác nhau về cái độ hạn chế của nó. Trong cái nón nó sẽ có để là số lượng nó sản xuất là bao nhiêu cái. Ví dụ như các bạn thấy nó vài trăm, vài triệu cái là các bạn biết rồi, là đại trà. Còn cái nào mà nó để trong cái phân khúc, ví dụ như là nó là cái bao nhiêu trong cái mã số, ví dụ như mã số là 4 số hay 6 số hay 5 số gì đó, và cái thứ tự của cái nón nó bao nhiêu. Mỗi một cái nón nó cũng giống như con người, nó đều có cái số number hết. Đối với những dòng thương hiệu là có hết, giữa đôi dép doctor cũng có số number mà các bạn, và những cái nó cũng vậy vậy thôi. Và hình thức mua hàng là các bạn vui lòng add Zalo mình 0907463111, các bạn chuyển khoản ít nhất là 50.000 tiền cước bưu điện, hoặc là các bạn chuyển đủ 100% tiền sản phẩm. Còn không thì các bạn có thể đến trực tiếp với shop, còn mình thì mình không báo online, với một hình thức mình gửi hàng là khi các bạn có nhu cầu là nhờ gửi giùm. Còn ví dụ như mua hàng thì các bạn nhớ đến shop giùm mình có shop. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra xem kênh review của mình. Còn mọi ý kiến thắc mắc các bạn cứ vui lòng add Zalo mình đi, mình sẽ điện thoại và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Hoặc các bạn có thể làm video call của mình qua FaceTime là 0907463111, hoặc là Zalo này cũng được nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra xem kênh review. Subscribe đi. Ví dụ như mình sẽ sale 30, 40, 50 nhiều lắm. Tại vì mình là chủ shop, mình sẽ lâu lâu mình làm chương trình, nhưng bán chậm cũng tự làm chương trình thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ ra thời gian xem kênh review nha. Mình chúc tất cả các bạn có buổi tối vui vẻ và bình an bên gia đình. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Nhớ nha, mình sử dụng duy nhất một số điện thoại là 0907463111. Sắp thành được là địa chỉ phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cái nhà lầu 381 Trấn Xá, mình sẽ gửi video trong cái video này. Cảm ơn các bạn.